Xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì Ngọc Đăng sẽ gửi đến quý anh chị các bạn thêm những hình ảnh về chiếc Range Rover Velar phiên bản R-Dynamics SE model 2023. Đây là một mẫu xe mà được đánh giá là chiếc xe đẹp nhất thế giới năm 2018. Chiếc xe với thiết kế mềm mại, uyển chuyển, duyên dáng, phù hợp với cả khách hàng yêu nghệ thuật, yêu sự mềm mại và yêu sự đẳng cấp, sang trọng, quý phái. Nào, hãy cùng Ngọc Đăng đi khám phá chiếc xe này nhé. Với ngoại thất được bao trùm với màu đỏ Fine Red và nội thất kết hợp với cả màu đen ebony, đường chỉ chạy màu trắng, mang tới sự điểm nhấn cho nội thất. Ngoại thất thì chúng ta sẽ có màu đỏ pha đen với những họa tiết đi kèm với phần mặt ca lăng, phần bên dưới R-Dynamics, phần đèn nhận diện đặc trưng của thương hiệu Range Rover và chiếc Velar nói riêng. Đèn LED thông minh tự động điều chỉnh góc chiếu làm sao cho phù hợp với cả người lái. Phần đầu xe với thiết kế vỏ sò duyên dáng, mềm mại cho các bạn khi mà các bạn di chuyển trong phố hay là chạy ngoài đường tỉnh, chạy đường dài quý vị các bạn nhé. Mặt ca lăng rộng, trên đầu nắp capo có chữ Range Rover nhận định thương hiệu. Phần nắp capo sẽ được đẩy kéo dài ra, giúp cho quý vị các bạn khi mà các bạn nhìn ở phía xa sẽ thấy phần đầu xe sẽ có hơi hướng là điều chỉnh, luôn luôn là tiến về phía trước. Phần hông xe được thiết kế đi kèm với cả đường nét chạy dọc dài từ phần đầu nắp capo chạy dọc xuống. Kết hợp cùng với đó là những cái điểm nhấn màu đen, sọc, màu đồng đại diện cho phiên bản R-Dynamics, phiên bản thể thao dòng Velar. Và ở đây chúng ta có thể thấy ở phần điểm ở dưới cũng chạy dọc của mỹ hình đen này, mang tới sự phân cách, phân tầng giữa màu đỏ và màu đen sẽ thể thao hơn. Mâm ở đây được trang bị mâm 21 inch đen bóng, đa chấu và được kết hợp với cả hệ thống treo khì nén điện tử thông minh, giúp chúng ta cập nhật nền đường nó tốt hơn khi chúng ta di chuyển, sẽ mang lại không gian êm ái. Và các bạn hoàn toàn an tâm với động cơ của xe. Động cơ của chiếc Velar này được trang bị động cơ 2.0 turbo tăng áp với công suất tạo ra là 250 PS. Và đối với cả chiếc xe này thì mức độ tiêu thụ nhiên liệu khi các bạn chạy hỗn hợp nó chỉ khoảng 10 đến 11 lít. Còn nếu như các bạn khi mà chạy đường dài nó chỉ khoảng 7 lít quý vị các bạn nhé. Và mình nghĩ là một chiếc xe sang hiện tại với cái công nghệ hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm về công nghệ xử lý làm sao để cái việc mà tiêu hao nhiên liệu ít hơn, cũng như là thải ra khí nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Phần đuôi xe nó sẽ bầu hơn, nó sẽ to hơn, nó sẽ rộng hơn chiếc Evoque. Và các bạn có thể để ý ở đây là vẫn là chúng ta sẽ nhìn thấy cái cặp đèn 3D ở đây. Bởi vì là chiếc Velar này là chiếc tiên phong dẫn đầu từ 2017 khi mà nó ra mắt. Và những chiếc xe sau đấy sẽ được thừa hưởng những thiết kế của chiếc Velar là chiếc xe tiên phong. Đấy, cặp đèn hậu này các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì Evoque cũng được thừa hưởng Range Rover ở đây. Và các bạn có thể để ý đây, cái phần đuôi này chúng ta sẽ được rộng hơn. Và màu đỏ thì luôn luôn mang tới cái hơi hướng, cái sự cá tính, thời trang, nhất là những khách hàng mà của Ngọc Đăng là theo hơi hướng là thiết kế này, yêu cái sự duyên dáng, phong cách, thời trang thì thường sẽ chọn Velar. Cốp phía sau rất là rộng nhé các bạn nhé, thì chúng ta có thể chơi thể thao thoải mái. Ở góc độ ở phía camera có thể chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, không gian bên trong rất là rộng và thoáng. Chúng ta có thể ngồi được 5 người, chúng ta có thể là di chuyển rộng rãi. Và chiếc xe này phù hợp với cả gia đình khi mà đi trong phố, nó sẽ tiện lợi. Tất cả đây chúng ta được thay đổi từ vô lăng này, cần số này. Chúng ta có hai màn hình, một giải trí và một hỗ trợ lái để chúng ta tiện lợi hơn. Phiên bản này chúng ta sẽ có thêm cả sấy sửa làm mát ghế, thông hơi rất là thoáng. Có đục lỗ thông hơi, chúng ta ngồi chúng ta sẽ êm dịu hơn vào những ngày hè và ấm những ngày đông, phù hợp cho các bạn sử dụng. Ở bên trong xe chúng ta có cửa sổ nóc toàn cảnh panoramic, có thể mở được cửa. Và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm với một chiếc xe sang trọng, đẳng cấp, duyên dáng như thế này, thừa đủ tính năng để chúng ta có thể có những lúc trải nghiệm lái xe phấn khích nhất. Mỗi lần mà nói đến cái thiết kế của chiếc Velar thì Ngọc Đăng thường lại liên tưởng đến cô gái đẹp. Cô gái mà những cái đường nét từ phần đầu đến phần đuôi rất là tròn trịa, rất là đầy đặn. Và những cái đường nét này nó mang lại cái cảm xúc khi chúng ta nhìn thấy, được ngắm và nó di chuyển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như các bạn cũng quan tâm mẫu xe Range Rover Velar phiên bản R-Dynamics SE này, và đặc biệt là màu đỏ, thì mời quý vị các bạn cùng đến trung tâm trưng bày thương hiệu Range Rover để có thể xem xe và trải nghiệm xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị các bạn tại các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.